Sau một khoảng thời gian mình chơi ứng dụng Anfin thì mình đã kiếm được 6 triệu 9 anh em. Đây là tổng số tiền ở trong tài khoản của mình đang có nha. Đây là kênh LVT, chuyên review và hướng dẫn anh em các kèo cũng như là thủ thuật kiếm tiền online. Anh em có thể là tìm kiếm những video mình từng làm trên kênh, hoặc là anh em cũng có thể tìm trên YouTube. Nếu như kèo đó mình từng review rồi thì nó sẽ có nha anh em. Nếu như anh em nào mà bây giờ mới bắt đầu chơi ứng dụng Anfin này á, thì nó vẫn kiếm được tiền nha anh em. Tạo tài khoản hay là đi giới thiệu bạn bè chúng ta cũng sẽ nhận được là cổ phiếu miễn phí nha. Ngày trước thì nó chỉ giới hạn là một người nhận được 2 cổ phiếu, hay là đi giới thiệu bạn bè một người nhận được 2 cổ phiếu. Nhưng mà bây giờ nó tăng rồi anh em, trong cái phần sự kiện của nó này anh em. Bấm vô. Ở đây chúng ta đọc cái phần quy tắc đi. Bấm xem thêm này. Khi mà chúng ta đi giới thiệu bạn bè càng nhiều người á, thì chúng ta sẽ nhận được càng nhiều cổ phiếu nha. Từ 1 cho tới 3 người á, thì anh em sẽ nhận được là 2 cổ phiếu nha. Từ 3 cho tới 20 người thì anh em sẽ nhận được là 3 cổ phiếu cho mỗi người đó anh em. Từ 20 người thì chúng ta sẽ nhận được là 5 cổ phiếu nha anh em. Và nếu như anh em đi giới thiệu được nhiều bạn bè á, thì sẽ có cơ hội lọt vào top nữa nha. Đương nhiên lọt top thì anh em sẽ nhận được phần quà từ app rồi. Hạng 1 được 5 triệu, hạng 2 được 3 triệu, hạng 3 được 2 triệu này. Nếu như bạn là người mới tạo tài khoản thành công thôi và nạp tiền vô 10k thì anh em vô cái phần quà tặng này. Ở đây anh em sẽ có 2 cái cổ phiếu nhá, tạo tài khoản định danh thành công, sau đó nạp tiền vào ít nhất là 10k thì anh em sẽ nhận được 2 cổ phiếu, mở ra thôi anh em. Đó, mở ra thôi. IDI. Tiếp tục mở cái thứ hai này. Đó, BVL. Những cái cổ phiếu mà chúng ta mở được á, nó nằm trong cái phần đó là danh mục này anh em. Ở đây chúng ta vô phần danh mục. Ví dụ cổ phiếu AAA nó có giá 17.500 đó anh em. Và số lượng cổ phiếu mình đang có là 4. Đó, nếu như mình muốn bán nhá, thì mình bấm vô. Nhưng mà mình chọn cái cổ phiếu nào nó giá của nó đang tăng đi chẳng hạn. Giống như là BEE này. Rồi chúng ta bấm vô ha. Sau đó có mục giao dịch bán. Đó thì mình sẽ bán hết luôn. Nếu như nó gửi mã code về email thì anh em vô lấy thôi. Ứng dụng này ngày trước thì nó bắt mình lấy mã code liên tục. Nhưng mà từ khi update phiên bản mới á, thì chúng ta chỉ cần lấy lần đầu tiên thôi. Từ lần 2 thì nó không cần lấy mã code nữa. Xem danh mục này, ở đây thì mình đi giới thiệu bạn bè nhiều mà anh em, nên mình có nhiều cổ phiếu. Đó, mình lại chọn một cái cổ phiếu khác mình bán ha. Đó, giao dịch này, bán này, mình bán hết luôn nhá. Đó, thấy không? Lần này thì không cần lấy mã code nữa. Còn bên phần thống kê, nó sẽ hiển thị ra cái tiền của chúng ta ở trong tài khoản nha. Tiền mặt là cái tiền mà chúng ta nạp vào để mua cổ phiếu, hoặc là rút ra, rút về tài khoản ngân hàng được luôn nha anh em. Còn cái tiền trở về là cho chúng ta mới bán cổ phiếu thì phải đợi nha, đợi nó xử lý sau đó nó mới về cái phần tiền mặt. Vậy là với cái ứng dụng Anfin này á, anh em đi giới thiệu bạn bè, cao nhất thì anh em sẽ nhận được là 5 cổ phiếu cho một người mà anh em giới thiệu nha. Ở đây mình mở rất là nhiều cổ phiếu luôn anh em. Thì 5 cái cổ phiếu á, giá của nó ít nhất thì cũng phải 50.000, mình nói ít nhất nha. Tại vì có khi mình mở được những cái cổ phiếu nó đây như cổ phiếu BET này, một cổ phiếu là 56.000 rồi anh em. Có những cổ phiếu giá nó cao hơn, 86.000 này, 97.000 này, 112.000 này, 93.000 này. Đó, nếu như chúng ta trúng được những cái cổ phiếu này thì anh em sẽ được nhiều hơn. 167.000 cũng có này. Rút tiền thì về nhanh lắm anh em. Đây mình vô cái phần tài khoản này. Rút tiền này, min rút chỉ là 10k thôi. Có nghĩa là chúng ta mở được một cái cổ phiếu là anh em đã đủ cái min rút rồi nha. Số dư còn lại á, mình sẽ để trong tài khoản vì sắp tới mình sẽ đầu tư cổ phiếu ha. Rút tiền này, xác nhận này. Chúng ta sẽ đợi khoảng vài giây nha. Xử lý thì khá là nhanh thôi. Anh em nên liên kết những ngân hàng lớn như là Vietcombank, Techcombank để nó xử lý tiền nhanh hơn. Tiền cộng rồi anh em. Đây, ngân hàng của mình đã cộng được 10.000 rồi nha. Với cái ứng dụng Anfin này á, ngoài cái việc mà chúng ta nạp tiền, rút tiền xử lý khá là nhanh, bên cạnh đó còn có sự kiện cho anh em đi giới thiệu bạn bè nữa ha. Một người được 5 cổ phiếu khá ngon. Về thông số giá cả của cổ phiếu thì nó hiển thị cũng dễ nhìn. Đây, ví dụ mình vô cái đồng là BET này. Mình có thể xem cái biểu đồ hôm nay, 1 tuần, 1 tháng, 3 tháng, 1 năm. Đó, giá cả nó thay đổi ha. Ở dưới này nó có hiển thị là cái phần trăm tăng luôn anh em. Đó, xem rất là dễ.